Ngày 30 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 3, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương; Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, là trợ lý của Nguyễn Phương Hằng; Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam; Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, bà Hằng thiết lập 12 tài khoản trên YouTube, Facebook, TikTok từ tháng 3 năm 2021 đến 23 tháng 3 năm 2022. Bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream và đăng tải các bài viết trên mạng Internet để nói về nhiều chủ đề, nhiều nội dung khác nhau. Bên cạnh đó, bà Hằng đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm tới uy tín danh dự của nhiều tổ chức cá nhân. Bị can Hà và bị can Nhi lập nhiều trang mạng xã hội có liên quan đến bị can Hằng, đồng thời lên kịch bản cho các buổi livestream phát ngôn xúc phạm người khác của bị can Hằng. Cả hai còn lên danh sách khách mời chuẩn bị âm thanh ánh sáng. Trong các buổi livestream của bị can Hằng, bị can Tân đóng vai trò thư ký dẫn chương trình để cố ý lái câu chuyện theo chiều hướng có nội dung xúc phạm nhục mạ người khác, dùng hình ảnh clip trên tài khoản YouTube cá nhân có chèn phần bình luận của mình vào, có nội dung thô tục xúc phạm nặng nề đến người khác.